Hello chị khách hàng thân yêu của em An. Em An ngày hôm nay sẽ quay chi tiết mẫu Toyota Vios bản G 2024. Rất nhiều anh chị khi mà em An quay chiếc này thì anh chị nói là nó rẻ hơn xe mới không đáng bao nhiêu. Đấy, và em An thì cũng đã check lại nên là hôm nay thì em An quyết định là giảm sâu cho chị nhá. Chiếc này hiện tại của em An đang là 535 triệu G 2024. Hôm nay em An chấp nhận bán giảm sâu cho anh chị luôn. Giảm 25 triệu chỉ còn 510 triệu được chưa? 510 triệu cho chiếc Vios G 24 xe đi đúng 19.000 km anh chị nhá, màu trắng nguyên bản. Đây là bản G, mẫu mới nhất của Vios G 24. Em này thì vẫn còn bảo hành hãng thoải mái này. Ở bản G 24 sẽ được trang bị sẵn cho chị như đèn led full, cảm biến trước sau, và đặc biệt là sẽ có gói an toàn chủ động trên dòng Toyota như là cảnh báo phương tiện cắt ngang hay là lệch làn anh chị nhá. Đây là một chiếc xe bản G form mới nhất rồi. Mặt ca lăng ca chê này. Đây là một chiếc xe đi có 19.000 thôi. Và em An nghĩ rằng với km là 19.000 thì cũng không phải bàn cãi quá nhiều về chất lượng chiếc xe này. Đấy, dàn lốp cho xe này. Và cũng lưu ý là chiếc xe này thời điểm mà chủ xe họ mua mới thì họ có đăng ký Grab anh chị nhâm. Có đăng ký Grab nhưng mà mới chạy có 19.000 thôi. Thì thú thực là cái điều đó là điều mà em An vẫn hay chia sẻ với chị, nó không quá quan trọng. Quan trọng nhất là cái chất lượng chiếc xe thôi. Bởi vì là chủ xe thì họ cũng phải bỏ tiền ra để sở hữu chiếc xe, thì chắc chắn là cái chuyện giữ gìn tài sản là điều đương nhiên. Nhưng mà trong quá trình mua về sử dụng thì có thể là chủ xe họ không đủ kiên nhẫn, họ không đủ sức khỏe để mà chạy Grab nên là họ phải bán thôi anh chị nhá. Chứ còn chất lượng xe thì nó còn tuyệt đối, thậm chí là cái cảng sau này nó vẫn còn đẹp này, rất là khít luôn. G24 nhá, tất cả dàn lốp theo xe. Đây là vì sao mà em An sẽ luôn lắng nghe tất cả những ý kiến của anh chị. Bên em thì có bộ phận định giá, bộ phận đầu vào đầu ra, nên là khi mà một chiếc xe mới mà nó có giá điều chỉnh thì chúng em thậm chí là cũng phải chấp nhận bán huề vốn để làm sao mà bán nhanh nhất cho chị và anh chị có thể tiếp cận được cái sản phẩm của bên em An. Nên là cũng rất là mong anh chị sẽ luôn đóng góp ý kiến này. Những cái mẫu xe nào chưa hợp lý, chưa đúng, anh chị cứ đóng góp ý kiến, em An sẽ luôn lắng nghe. Và tất nhiên là khi mà lắng nghe ý kiến của anh chị thì chúng em sẽ phải cân đối vào cái nhu cầu, cái mức giá mua vào, và đặc biệt rằng giá hãng có giảm thật không mà giảm nhiều không, thêm nữa là bên em còn sản phẩm không, thì cũng sẽ cân đối làm sao mà giảm giá hợp lý nhất. Như chiếc xe này thì anh chị thấy là chưa bao giờ mà em An giảm đến hai mấy triệu đâu. Đấy, em An còn chi phí spa này, rút hồ sơ cho chị nữa, ốp bậc lên xuống rồi. Nên là tính ra nếu mà bớt chiếc này, nếu mà anh chị mua với cái giá 501 thì em An cũng đã bớt cho chị, nếu mà tính ra thì cũng phải tầm vào 30 triệu rồi. Đấy, xe rất là mới, ga tự động này. Đấy, giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang đúng 19.000 km anh chị nhá. Màn hình giải trí, màn hình này thì có thể kết nối Apple CarPlay được anh chị, cũng rất là hay. Điều hòa auto và vẫn sử dụng hộp số tự động là vô cấp anh chị nhá. Chiếc này thì biển ngoài miền Trung nha chị nhá, nhưng mà chủ xe thì sinh sống và làm việc ở đây. Đấy, đây công nghệ an toàn đầy đủ hết anh chị này. Đấy, sinh sống và làm việc ở đây chứ không phải là chủ xe là em An mua ngoài miền Trung nhá. Đấy, thì về cơ bản thì xe ở đâu cũng được, miễn là cái chất lượng xe thì em An đã cam kết bằng văn bản hỗ trợ chị kiểm tra check test. Nên là nếu mà anh chị tín nhiệm, anh chị tin tưởng thì anh chị ủng hộ em An anh chị nhá. Nên là mọi ý kiến của anh chị thì em An đều lắng nghe, nhưng mà cũng rất là mong là khi mà lên trên video thì anh chị cũng hoan hỉ đúng không ạ, góp ý kiến thì rất là hay. Nhưng mà nhiều anh chị thì cũng dùng những cái từ nó hơi nặng một chút đúng không ạ, thì em An cũng rất là ok thôi. Nói chung là em An cũng làm nghề dịch vụ thì em An cũng hiểu vấn đề đó. Ví dụ như anh chị chưa ok, anh chị thực sự quan tâm, anh chị cứ alo em An, còn chưa ok thì cứ đóng góp ý kiến. Đấy, còn nếu mà mình không hoan hỉ được thì cũng bỏ qua cho em An anh chị nhá. Đấy, rồi bản G 24 đèn hậu sau led này, cảm biến sau đây cho anh chị tham quan này. Đây, đấy, bánh dự phòng đây. Bánh dự phòng này thì trước chủ xe họ báo là họ có bị phù vỏ nên là họ thay luôn cái bánh Michelin vào nhá. Đấy, tất cả dàn lốp vỏ là theo xe mâm nguyên bản. Đấy, xe thì đi đâu có 19.000 thì cái chất lượng chiếc xe nó còn hoàn hảo lắm chị ạ. Bản G 2024 nhá, các chi tiết góc cảng rất là khít này. Đây, chị có thể quan sát cho em An nhá. Đấy, mâm phanh nguyên bản theo xe mâm R15 anh chị ạ. 4 tháng đi ABS cân bằng điện tử. Đến lốp sẽ là tuần thứ 50/2023, em này là đầu 2024 nhá. Đầu 24. Đây là đến lốp thường thường là những cái dòng xe thường thường là ví dụ như là năm sản xuất ở đầu năm thì lốp thường thường sẽ là cuối năm, thường thường sẽ là như vậy. Keo chỉ là zin đét, không mất phân keo vân chỉ nào. Mẫu mới này Vios G24 thì cái nội thất ghế sẽ thay đổi, chuyển sang cái tông màu chỉ cam này chị nhá, chỉ cam.
xe thì như mới rồi, nhưng là đẹp lắm. Đấy. Và em này thì em An vẫn hỗ trợ ngân hàng 80% luôn, giá trị định giá nhé. 510 triệu đồng anh chị bỏ ra cho em An cỡ 200 triệu là anh chị mang xe về rồi. Em này thì cái mức vay có thể vay được khoảng 6 đến 7 năm cơ, thoải mái luôn nhé, thời gian vay rất là lâu. Xe thì liền lạc nguyên bản, tất cả chi tiết phủ táp lô đã có rồi. Chưa anh chị nào mà ưng thích mẫu này thì ủng hộ em An nhá. Giản lốp đây, đúng 19.000 km thôi, bầm mới tinh luôn. Và đây là động cơ này, động cơ thì nó vẫn là động cơ 1.5 thôi, không có gì thay đổi quá nhiều ở phần động cơ. Máy thì zin nguyên bản nhé, những cái cục keo zin còn nguyên này. 24 thì cũng chẳng có gì phải ra máy cả, trừ trường hợp ngập nước thôi, ngập nước thôi. Ốc của bô là zin nhá chị nhá, hay là những cái chi tiết ốc này còn nguyên bản hết. Ốc cabo đây, nói chung là zin đét nhé. Và đây là tem cabo zin này, tem cabo zin này. Và ớt gờ 2024, xe thì bao lỗi bao check, và em An có văn bản kèm theo như là bao cho chị km này, bao chị đâm đụng ngập nước thì kích, và hỗ trợ chị kiểm tra check nét. Rồi em An vừa mang đến cho chị một mẫu xe quốc dân, một chiếc xe đời cao Vios G 2024 mới lướt có 19.000 km thôi, và mức giá hiện tại đang là 510 triệu. Giá này thì em An đang giảm đến 25 triệu rồi. Anh chị thực sự quan tâm yêu thích mẫu xe này thì lên xem xe, trực tiếp trải nghiệm xe và ủng hộ em An nhé. Một nữa thì em An cảm ơn chị rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình đón xem video của em An. Luôn chúc chị thật nhiều hạnh phúc, bình an và hạnh phúc cuộc sống. Cảm ơn chị rất nhiều và hẹn gặp lại chị. Xin chào.